Thế là hai người con của bác bị điên đấy là tự nhiên là bị thơ hại à, ai hại ở đây bật tắt ngoài ai hại bác biết là bị người ta hại như anh nói đấy thì vâng chưa chắc là phải là bị người ta hại đâu anh lấy cho cái khăn này này chưa chắc là phải đâu từ cái hồi mà anh bảo là anh em bỏ người vợ đấy thì vâng bỏ xong là hai người anh đấy là bị vâng thì bị là cái anh cả năm 29 tuổi bị xong đến đến năm tiếp cái anh thứ hai đến năm 29 tuổi phải hai anh đến cách nhau mấy năm anh cả là năm 67 anh thứ hai là năm 67 anh thứ nhất là năm 65 tức là chênh nhau 2 tuổi vâng ất tỵ vâng đi thế là bị cách nhau 1 năm 2 năm hai người bị cách nhau 2 năm tức là sau khi anh chia tay người vợ đấy và anh nghĩ đấy là do vợ cái người vợ đấy người ta bỏ của các anh của anh đi là có chỗ đi xem thì đi xem người ta nói nhiều đấy thôi rồi hôm nay nhá thì xem cháu sẽ lật vấn đề lên cho gia đình nhá để cho gia đình biết được chuyện gì đang diễn ra thế còn lại thì bây giờ hai cái anh đấy anh bị lâu rồi bị lâu như thế rồi thì cái khả năng bình phục nó rất là khó và lâu bây giờ cháu chỉ giúp gia đình xử lý xem có vấn đề gì thì cháu xử lý nhá cho gia đình biết là xem thực sự là do cái người vợ đấy không là thôi không cần có phải thực sự là do cái người vợ mà anh bỏ đấy nên ta đi ta không ôi giời ơi thôi không phải nước đâu anh không phải nước đâu đất này rất là nặng đất chứ không phải chưa chắc đâu phải do người ta hại đâu mà đây do đất mà cháu vào cháu nhìn thì thấy đất này là đây do đất rồi ôi giời biết ngay rồi đất này có của đất này là đất chôn của và ở đây nó có thần giữ của có ai nhìn thấy cái vòng nữ nào trắng tóc dài bây giờ mà không không ai nhìn thấy ở đây có ai nhìn thấy không thấy mà không nhìn thấy nhưng có một năm là ông áo lúc có khi ra đồng ông nhìn lại chỗ nhà mình thì có hai cái bóng trắng là bay từ từ đất này lên đúng rồi đất này nó có thần giữ của bác ạ đất này là đất chôn của thế thì đổ sai cho oan cho người ta đấy chứ không phải người ta là người gây ra chuyện đấy đâu bỏ cuộc sao được không có nghĩa là đi xem cứ nói người ta nói thế thì không phải đấy của ở đây nhưng mà bị lấy mất rồi có vỡ của ở đây bị lấy mất rồi cái gì ạ cái nhà bên kia nó cũng là không biết nào được ba cái hũ có tiền ba cái hũ dùng rồi cái nhà bên nào bên cạnh đất này bên cạnh đất này của ở đây nó không phải là tiền đâu của ở đây nó là vàng chứ không phải là tiền đâu đất này có thần dư của và nhưng lại mất của đi mất rồi cái nhà bên kia từ trước đến giờ là nhà trong kia là xoay theo hướng kia ấy chị ạ cái nhà dưới thì vẫn vậy vẫn theo hướng đấy chị ạ vẫn hướng nào vâng thế chưa có e nó ở một chỗ cái cây mít to như kìa cái cây mà bác bảo trồng 563 ấy thì nó ở một chỗ đấy đấy cái cây mít này rất to vậy thì nó lớn bất thường rồi đấy nó lớn bất thường vậy thì phải... bây giờ hiện tại có hai cây không ạ hai cây to không có cây nhà không hai cây mít cơ không hai cây mít không đấy có giờ có một cây một cây không có hai cây hai cây mít thì không chỗ nhà con cây cái chỗ đằng này không có một cây đâu cái cây trong bà trồng cái chỗ nó chết cây được cây mía cây mít cây tại vì hai cái thân nó ngự ở đây cháu kiểm tra lại lần nữa nhá để đừng có đổ oan cho người ta thì mình gây nghiệp đấy người ta không gây ra cho nhà mình mà mình đổ oan cho người ta là gây nghiệp đấy
có cháu nội, mấy cháu nội rồi? Mấy người cháu nội rồi? Sáu. Sáu, mấy trai mấy gái? Hai trai. Hai trai. Những đất này là đất chôn của rồi, có hai cái thần giữ của rồi. Đây là đất chôn của. Vâng. Của ở đây ấy, không phải mấy cái hũ tiền xu người ta làm được đâu. Mà đây nó là vàng, là bạc, chứ không phải là xu đâu. Và cháu đính chính lại một chút là chưa bị mất đi đâu, vẫn còn. Chưa bị mất đi đâu. Và ở đây có hai cái thần nữ mà là trước bác quay về bác nhìn thấy đấy, là có hai cái thần nữ chứ không phải là một. Vậy thì hai người con trai của bác bị là đương nhiên rồi. Đấy, là nó lấy hồn lấy vía của hai người con trai của bác bị rồi. Đây là đúng rồi. Và cái việc cái người vợ mà anh bỏ đấy không phải đâu nhá, không phải người ta gây ra cho nhà mình đâu. Cái này mình phải nói cho nó rõ ràng cụ thể, chứ không là mình cứ đổ oan tiếng oan cho người ta là mình gánh nghiệp đấy. Rồi lại thành ra là nghiệp, xong lại thần nữa như này là nhà trả đâu có đâu luôn. Không làm được cái gì đâu nhỉ. Vâng ạ. Mình đổ oan đổ sai cho người ta đấy là gây nghiệp rồi. Còn có thể cái lúc mà người ta lấy anh ấy, người ta có lỗi. Người ta có lỗi thì mình đã bỏ người ta rồi. Thì như anh nói trong tin nhắn là khi anh lấy người ta, anh biết người ta có lỗi, anh bỏ người ta, thì sau khi anh bỏ người ta ấy thì hai anh của anh bị, đúng không ạ? Thì anh gia đình nghi là người ta bỏ bùa hai anh của anh, nhưng thực ra không phải như thế. Đi xem này không? Không, người ta không nói xem ra được, người ta nói ra như thế, cái người ta nói đấy người ta cũng gánh nghiệp, đấy là việc của người ta. Nhà mình đổ oan sai cho người ta làm nhà mình cũng gánh nghiệp. Đây hôm nay em về đây là em để nói rõ cho gia đình hiểu cái gì nó ở trong cái đất này, cái gì nó diễn ra, vì sao trong cùng một thời điểm, tức là cách nhau 1-2 năm là cả nhà nó loạn đảo lên. Tức là bắt đầu từ việc anh bỏ vợ anh, sau đó đến hai của anh bị, hai anh của anh bị, thì chắc chắn trong cái thời điểm mà khi anh chuẩn bị bỏ vợ hoặc anh về lấy vợ, thì ở trong cái khu vực đất này nhà mình phải có cái động tài phái gì, động chạm đất cát, đào bới hoặc động chạm cái gì đấy. Bác có nhớ không? Không, đào bới thì không có đào bới gì cả. Có phải động chạm gì, hoặc đánh cái cây, búng cái cây hoặc cái gì đó, chắc chắn là động chạm với đất cát, phải có động chạm. Đất cả vườn thì đấy, chắc chắn là phải động chạm thì nó mới có cái chuyện nó xảy ra như thế, nó mới bắt đầu có khởi nguồn. Mình phải động vào đất. Cháu giải thích cho gia đình nhé, đất mà có thần đấy, thần giữ của, đặc biệt là thần giữ của, thì khi mình động chạm vào đất chỗ gần chỗ nó chôn của thì lúc đấy nó sẽ tác động với cả nhà. Này nó loạn hết cả nhà đi chứ, không phải đơn giản đâu. Thế đây là cháu nội à? Vâng. Cháu nội à, bạn lấy vợ chưa? Con lấy rồi. Đây vợ này. Ừ. Đã có con chưa? Hai cháu. Hai con gái. Hai con gái à? Vâng. Ừ. Bạn lấy được vợ cũng là một điều may mắn đấy bạn. Vâng. Còn một em nhưng mà nó 95 nhưng mà chưa lấy được. Khó này. Bạn lấy được vợ, để em giải thích cái vì nó phản ứng có chuỗi của nó. Bạn lấy được vợ đấy là cái gọi là rất là may đấy chứ phải. Tại vì như này này, đất có thần nó sẽ giữ hết những người đàn ông lại. Anh thì thế như này anh không ở đây gì. Vâng. Thì anh mới thoát ra được, chứ không hai người ở đây là đều bị tác động. Và cậu này ở đây không ở đây như này mà may cậu lấy được vợ đấy. Cái năm xưa con còn ở cái chỗ đất cái chỗ này ấy, là cứ có tiếng người hỏi sau nhà với sau bát hương ấy. Vâng. Thế là... đây là do đất. Đây là do đất. Đọc tên nhỉ. Và bạn này có con trai, việc có con trai là hơi khó khăn đấy bạn này. Vâng. Rất là khó đấy chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, như thế là để nói cho gia đình biết được là cái gì đang diễn ra nhá. Chứ đừng đổ oan sai cho người ta nhá. Mình bây giờ là nói để tháo gỡ. Cái tháo gỡ đây không phải để minh oan cho người ta, mà tháo gỡ đây là mình dừng cái việc gây nghiệp lại. Vâng. Nhá, tại vì mình cứ đổ oan cho người ta là mình gây nghiệp đấy. Còn bây giờ thì em bắt cái thần này đi là xong thôi. Thế còn lại xong thì hai người con của bác ấy, người ta sẽ bình phục dần dần. Dần dần thôi chứ không thể hỏi ngay đâu. Tại vì đây là lâu quá rồi. Nhớ bác nhé. Đất này có hai cái thần nữ. Cháu nhắc lại là của vẫn còn. Của vẫn còn.
cái đất này ngày xưa của quan lại địa chủ gì đấy, của quan lại, quan này, quan lại, quan lang này, thế người ta là địa chủ luôn đấy ạ, người ta có chôn của lại mà. Thế thì cái nền nhà bác ấy là cái nền nhà cũ nhà người ta đấy. Không, cái nền này không chính là nền nhà cũ, cái nền của cái cột thế ở đằng sau cái chỗ đây này, cái nhà bác là bên phải đấy nhá, cái nhà gỗ bên phải đấy nhá, đây là cái nhà bác như này nhá, thì cái chỗ góc này này là dính vào cái nền nhà người ta ngày xưa đấy, cái góc này này bác nhìn vào đây này, cái góc này này nó dính vào cái nền nhà người ta ngày xưa đấy, bác hiểu không ạ? Trước làm là cái chỗ chân của thuế ấy ở cái chỗ là cái khu vực kê làm cái chỗ cái để gỗ đây này, nó dính vào chỗ này đây này, cháu nói bác này, cái của nó ở đây đây này, nó ở trong cái chỗ góc này đây này, mà cái đấy là chỗ đấy là bếp hay là cái chỗ giường của bác nằm đi, giường của bác gái nằm buồng, có cái buồng, có cái ngày xưa mà nằm cái chỗ buồng là không có người nằm đấy, thế thì nó nằm trong cái buồng đấy, nằm ngày xưa mà nằm cái buồng đấy thì hay bị bóng đấy, thì nó nằm ở cái buồng đấy nhá, bác để ý cho cháu, nó ở trong cái buồng đấy nhá. Cái còn lại thì cái nhà bên cạnh người ta đào được xung thì đấy là của ngày xưa người ta chôn rải rác khắp nơi đấy, thì bây giờ thì đất của người ta về sau người ta chia ra thì nhà này đào được cái này, nhà kia đào được cái kia, còn trên nền nhà bác thì vẫn còn của người ta nhá bác nhé. Bây giờ cháu bắt đi là xong thôi. Lệnh cho tứ đại hộ pháp 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các vong linh lang thang và hai trinh nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Cháu nhìn ở cái góc phải đấy, ngày xưa nó còn có một cây dừa hay cái cây gì cao to lắm, cái cây dừa hay cây gì ấy, rất là cao, thật là to lắm, ở cái góc phải đấy, cái góc đấy. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ cháu chỉ nói lại điều này, từ trước đến giờ ấy, nhà mình bị có vấn đề thì mình đi xem thì người ta nói sao vấn đề, người ta nói sai thì trước tiên người ta nói sai người ta phải gánh. Nhưng nhà mình lại cũng cứ tin theo đấy và cũng đổ qua cho nhà người ta thì nhà mình cũng gánh cái nghiệp đấy. Thì bây giờ mình phải chỉnh sửa để thay đổi suy nghĩ đi nhá em nhá. Rồi, thôi được rồi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi làm lại clip này để ghép thường xuyên vào các clip công việc, để nó là những cái lời thông báo, cảnh báo đến tất cả mọi người. Có các gạch đầu dòng như sau. Gạch đầu dòng thứ nhất, đó là tôi chỉ làm việc qua Zalo số 0984133133. Các bạn có vấn đề gì thì các bạn trình bày cụ thể, chứ thời điểm này các bạn có nhắn tin bảo tôi xem cho thì tôi không có thời gian đâu. Các bạn trình bày cụ thể vấn đề nhà mình và tôi khi tôi đọc tin nhắn thì tôi sẽ trả lời và tôi xem xét xem có nhận lời hay không, chứ các bạn đừng nhắn tin theo kiểu thầy ơi thầy xem giúp con với thì tôi không trả lời đâu ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi không làm việc qua Facebook, không nhắn tin với ai qua Facebook, cho nên các bạn cẩn thận không bị lừa. Gạch đầu dòng thứ hai, đó là bộ ấn lệnh trận đồ của tôi là dùng để cứu người, giúp người, chứ không phải để mua bán, cho nên các bạn cẩn thận không bị các đối tượng ở trên mạng người ta lừa, nó bán cho các bạn một bộ trận đồ hoặc bộ ấn lệnh mấy triệu đồng, rồi đến lúc các bạn quay ra các bạn lại chửi tôi là bán cái nọ bán cái kia. Tôi xin nhắc lại là như thế. Gạch đầu dòng thứ ba, đó là các gia đình khi tôi đã nhận lời và tôi lên lịch, nếu như không đợi được lịch của tôi thì các bạn nhắn lại liên tục vào Zalo và nhắn lại số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản gửi lại tiền cho các bạn đã chuyển cho tôi. Gạch đầu dòng thứ tư, đó là khi các gia đình làm việc với tôi
thì tôi sẽ thống nhất một khoản chi phí. Khoản chi phí này vừa là để tôi xử lý tâm linh, vừa là tiền chi phí đi lại. Tất cả các gia đình, cho dù gần hay xa, từ ngoài Bắc hay vào trong Nam, dù hàng nghìn cây số hay là một vài cây số, thì tiền chi phí là như nhau. Cái này tôi không khuyến, tức là tôi không thương thuyết, tôi không kêu gọi, hay tôi không thuyết phục mọi người làm. Ai đồng ý thì làm, không đồng ý thì thôi. Cái này là tùy các bạn. Và vấn đề cuối cùng, đó là tôi chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên tôi là Lương Chính Khang. Số tài khoản của ngân hàng BIDV, số là 21 51 000 233 9954, hoặc là số mới, nó sẽ là số rút gọn là 215 233 9954. Tôi chỉ dùng một số tài khoản duy nhất, chứ không có dùng số tài khoản của vợ hay là số tài khoản của học trò hay là của bất cứ một ai. Các bạn cẩn thận kẻo bị lừa. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.